Chào mừng mọi người đến với kênh Phước Sửu Travel nha. Hôm nay Phước Sửu đang review bán hồng tại Đà Lạt. Hồng rất là ngon, nguyên vườn hồng của nhà mình đến 4 phép mấy cái tà đó nha. Không bị nhiều đó. Hồng ở đây rất là ngon, cái này ngọt, này có hai loại hồng nha. Anh thử là hồng là anh thử luôn hả? Anh thử. Hồng ở đây là có hai loại hồng, một là loại hồng giò và một loại hồng là hồng đây là hồng mềm. Hồng mềm này thử mọi người cứ như đây đây, hồng đơn giản nó bẻ ra vậy này, bỏ như vậy ra ăn vậy nè đó. Ngọt dễ rồi luôn á. Ngon luôn. Hái từ cây đưa xuống ăn cực kỳ ngon luôn, cực kỳ tuyệt vời luôn. Giá rẻ đó mọi người, cứ ghé qua cái chỗ vườn hồng của Thái Long. Vườn hồng này nó rẻ lắm, có khoảng 5kg có khoảng hơn 100.000 à. 120.000. Tha hồ biếu khách luôn. Còn ai mua thì có gì là Sửu sẽ Sửu sẽ gửi trực tiếp xuống Sài Gòn cho cả nhà luôn. Rồi cả nhà nhớ mua hồng ủng hộ của Sửu nha. Các bạn thân mến, trong video lần trước, chúng ta đã tìm hiểu qua về ẩm thực ở Đà Lạt. Thì trong video lần này, chúng tôi đã hứa là sẽ review về những địa điểm đẹp du lịch tại nơi đây. Như các bạn đã biết, Đà Lạt được biết đến không chỉ bởi thời tiết hay ẩm thực, mà còn được biết đến bởi những địa điểm du lịch đẹp và phong cảnh tại nơi đây. Với địa điểm các quán cà phê, làm điểm tham quan thì không mấy xa lạ đối với những du khách du lịch khi đến Đà Lạt nữa. Với những địa điểm chung của các quán cà phê sẽ có những phong cảnh và tầm nhìn đẹp. Điển hình là cả phải kể đến những quán cà phê như cà phê Tỏi Đen, Đà Lạt Gốc Cà Phê, Cà Phê Sunshine, Đồn Điền Cà Phê Mê Linh và rất nhiều quán cà phê khác nữa. Đến với Đà Lạt, các bạn sẽ phải kinh ngạc với phong cảnh nơi đây, đặc biệt là với những con thác hùng vĩ. Tại Đà Lạt có 3 con thác tuyệt đẹp, đó là Đa Tan La, Pren và Thác Cam Ly. Khi bạn bắt đầu lên Đà Lạt bằng đường cao tốc Đà Lạt, Liên Khương, đập vào mắt các bạn sẽ nhìn thấy một con thác trên đường đi, đó chính là Thác Pren. Thác Pren hay Thác Tiên Sa là một trong những thác nước hoang sơ đẹp nhất tại Đà Lạt. Khung cảnh thiên nhiên là sự kết hợp khéo léo của tiếng thác đổ chậm, tiếng chim hót, tiếng gió thổi đem lại cảm giác thư giãn, dễ chịu tuyệt đối. Khu du lịch Thác Pren là một khu phức hợp và nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn như là chèo thuyền phao, cưỡi voi, cưỡi đà điểu, vân vân. Ngoài ra, các bạn còn có thể tham gia nhiều hoạt động khác như là tham quan vườn thú, tham quan vườn lan, các hoạt động vui chơi theo nhóm, đền hùng. Nếu đi thêm xíu nữa, bạn sẽ bắt gặp được con thác tiếp theo, đó chính là con thác Đa Tan La, ngay tại giữa đèo Pren. Nếu bạn đang tìm một thác nước đẹp, nằm ngay trong thành phố thì hãy đến ngay thác Đa Tan La. Đây là nơi có hệ thống máng trượt băng rừng dài nhất Đông Nam Á, cùng các trò chơi hấp dẫn khác. Thác Đa Tan La nằm giữa đèo Pren, có độ cao hơn 20m, lại nằm ở thượng nguồn của dòng chảy, nên dòng nước lúc nào cũng chảy ổn định và êm đềm. Đến với khu du lịch thác Đa Tan La, bạn được trải tham gia trải nghiệm các trò chơi từ nhẹ nhàng đến mạo hiểm. Đặc biệt, bạn nên thử trò trượt máng duy nhất tại Đà Lạt đầy lôi cuốn. Ngoài ra, bạn có thể tham gia hoạt động đu dây trên cao hoặc đu dây vượt thác để thử thách bản lĩnh của mình. Tất nhiên, Đa Tan La không thể thiếu chèo thuyền và đi cáp treo để ngắm nhìn thiên nhiên núi rừng Đà Lạt. Và khi đi vào trong thành phố, bạn sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thác Cam Ly. Đây được xem là biểu tượng của Đà Lạt. Thác nằm bên cạnh dòng suối Cẩm Lệ và được hình thành như một dòng suối đổ vào hồ Xuân Hương và một dòng suối ở phía nam từ hồ chảy ra. Đến với thác Cam Ly, bạn sẽ được đắm chìm trong âm thanh của tự nhiên, tiếng nước chảy róc rách, tiếng chim hót líu lo và cả tiếng lá cây xào xạc. Tất cả tạo nên một không gian yên tĩnh và bình yên đến lạ thường. Đặc biệt, khi đến thác Cam Ly Đà Lạt vào mùa mưa, bạn sẽ được ngắm nhìn những dòng nước cuồn cuộn tung bọt trắng xóa chảy từ thượng nguồn xuống. Cảnh vật xung quanh lúc này sẽ đẹp tựa tiên cảnh. Vào mùa khô, thác sẽ ít nước hơn, nhưng thay vào đó bạn sẽ được nhìn thấy rõ nét khung cảnh hùng vĩ của những tảng đá nhấp nhô. Đừng bỏ qua địa điểm nổi tiếng này khi đến Đà Lạt nhé! Khi đến Đà Lạt, nếu bạn muốn hòa quyện với không gian và yêu thích động vật thì không thể sót đến những địa điểm sau đây. Vườn thú Zudu Đà Lạt. Một địa điểm cực kỳ thu hút trong thời gian gần đây chính là vườn thú Zudu Đà Lạt. Mô hình quán cà phê kết hợp với vườn thú mở rất độc đáo. Gian nhà chính của Zudu được bao quanh bởi rừng thông tươi mát và yên tĩnh. Zudu sẽ là nơi lý tưởng cho cả gia đình có trẻ nhỏ. Đến đây, chắc chắn các bé sẽ thích những con vật vừa hiền lành vừa ngộ nghĩnh như lạc đà, cừu, ngựa lùn, kangaroo, chủ yếu được nhập từ Úc.
Vườn thú Sudu còn là điểm tuyệt vời để cắm trại. Khi cắm trại tại đây, bạn không cần chuẩn bị gì vì đã có sẵn lều trại, bếp lò và các vận dụng thiết yếu khác với giá thành khá mềm. Các bạn có thể đem theo đồ ăn, thức uống, nhưng nếu cần thì quán cà phê Sudu luôn sẵn sàng phục vụ bạn với nhiều món ngon, dao động từ 15 đến 30 nghìn. Vườn thú Sudu Đà Lạt giới hạn số lượng khách tham quan trong ngày, nên các bạn hãy nhớ đặt vé trước ít nhất một ngày. Trang trại cún Đà Lạt là một địa điểm chiếm được nhiều sự yêu mến của nhiều người dân. Đây là ngôi nhà chung của hơn 150 chú chó khác loại. Khi đến đây, bạn không chỉ chơi đùa với những em cún dễ thương, xinh xắn, mà còn được dạo quanh những cánh đồng hoa xinh đẹp hay vườn nông sản được trồng theo công nghệ hiện đại. Tại trang trại luôn có đội ngũ nhân viên hướng dẫn, hỗ trợ nhiệt tình khi bạn cần. Thật khó lòng bỏ qua một nơi đáng yêu như thế trong chuyến đi Đà Lạt của mình phải không nào? Vườn bí khổng lồ. Đà Lạt có nhiều nơi trồng bí ngô, nhưng phải kể đến vườn bí khổng lồ của gia đình ông Phan, với 3 loại bí khổng lồ có trọng lượng lên đến 100 kg. Ngoài vườn bí ngô khổng lồ, vườn của ông Phan còn trồng rất nhiều loại rau quả khác nhau theo mùa, như là cải xoăn, bông cải, đặc biệt là cà chua đen và cà chua vàng. Vườn bí ngô khổng lồ vẫn là một vườn rau kinh doanh, cung cấp nông sản cho thị trường, nên thời gian mở cửa tham quan chỉ giới hạn vào buổi sáng, từ 8 giờ đến 10h30. Các bạn hãy lưu ý điều này nhé. Tiếp theo chính là những địa điểm tham quan mới lạ có thể bạn sẽ thích. Bàn xoay. Bàn xoay Đà Lạt nổi tiếng với những bí ẩn kỳ lạ chưa được giải đáp. Điều này có thật hay không? Hay chỉ là câu chuyện được người dân thêu dệt nhằm thu hút du khách? Trong nhiều năm gần đây, thông tin về những chiếc bàn xoay Đà Lạt được nhiều người biết đến. Chẳng cần quảng cáo, hàng ngày vẫn có nhiều du khách ghé thăm để tận mắt cảm nhận và tìm ra bí ẩn kỳ lạ này. Đó chính là việc hiểu ý nghĩa của con người. Chỉ cần đặt tay lên bàn và ra lệnh, xoay trái, xoay phải, nhanh lên hoặc đứng yên, chiếc bàn có thể tự di chuyển dù không hề có tác động lực từ con người. Càng đông người, chiếc bàn xoay càng mạnh, nhưng chỉ cần suy nghĩ dừng lại, đồng đều thì chiếc bàn sẽ dừng ngay lập tức. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp hy hữu xảy ra, tùy thuộc vào vía của người tham gia. Nhiều người dù đặt tay rất lâu, nhưng chiếc bàn chỉ chuyển động rất nhẹ, hoặc đôi khi không hề chuyển động. Dù chiếc bàn xoay Đà Lạt vẫn chưa được làm sáng tỏ về nguyên lý hoạt động, nhưng ai ghé thăm Đà Lạt cũng đều mong muốn được tận mắt nhìn thấy và trải nghiệm một lần. Nhà thờ Domaine de Marie Đà Lạt. Tọa lạc trên đồi Mai Anh, nhà thờ Domaine de Marie Đà Lạt còn có tên gọi khác là nhà thờ Mai Anh. Đây là một cụm công trình kiến trúc bao gồm nhà thờ Nguyện Chính và hai dãy nhà tu viện Bác Ái Thánh Vinh Sơn. Nhà thờ được thiết kế, xây dựng theo phong cách châu Âu thế kỷ thứ 17, không có tháp chuông và hệ thống chiếu sáng được làm bằng những khung kính màu. Domaine de Marie nổi tiếng với màu vôi hồng nâu rực rỡ, nổi bật giữa vườn hoa hải tiên được trồng rất nhiều trong khuôn viên nhà thờ. Núi Lang Biang Đà Lạt, được ví như trái tim của Đà Lạt, núi Lang Biang nổi tiếng với loại hình dã ngoại, khám phá thiên nhiên, thu hút các bạn trẻ mê phượt và những nhà mạo hiểm. Đây là ngôi nhà chung của nhiều loại thảo dược, thảo mộc và chim quý. Ở khu du lịch Lang Biang Đà Lạt, hoạt động thường thấy là tham quan ngắm cảnh. Ngoài ra, bạn có thể thử sức leo núi, chơi dù lượn, chinh phục đỉnh núi. Khu vực đồi núi Rada cũng là lựa chọn của nhiều du khách. Bạn có thể thuê xe jeep hoặc đi bộ để lên đỉnh đồi. Trên đồi Rada có rất nhiều điểm vui chơi như vườn hoa, cây cảnh, quán cà phê, khu vực ống nhòm, cưỡi ngựa. Ngoài ra, các bạn có thể khám phá đồi núi Ông, núi Bà bằng cách đi bộ xuyên qua rừng thông. Cách di chuyển này hơi mạo hiểm, nhưng chắc chắn sẽ mang lại cho bạn nhiều kỷ niệm khó quên. Đồi Thiên Phúc Đức. Đồi Thiên Phúc Đức là một địa điểm mà giới trẻ biết đến với hình ảnh thiên nhiên vô cùng đẹp đẽ, sự hòa quyện của cây cối, mây trời, hoa gió. Đến đây, các bạn dường như có cảm giác hòa quyện với thiên nhiên, đặc biệt là với các bạn trẻ. Đây chính là địa điểm đẹp và ít người biết đến. Là địa điểm phù hợp khi cắm trại, bạn sẽ được thưởng thức phong cách thay đổi qua từng buổi hoàng hôn, bình minh và trời tối. Hãy thử cùng bạn bè hoặc team của mình trải nghiệm cảm giác trên đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới.